Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Chưa gặp ai như vậy, thì một lần mà anh đã biết mình sẽ đến đây. Và mặt trời tựa như màu mắt của em, bừng nắng lên soi sáng con đường quê đi. Nàng dịu dàng từ trong lời nói dần đây, chỉ vài từ là đôn gục vói bàn đôn. Chưa biết tên em, nhưng anh nghĩ chắc cũng đẹp như cái kem cười thôi. Vì em đâu sợ nắng chói chang, em tỏa sáng còn hơn cả ánh mặt trời. Gọi em là người tình cuồng. Nhưng khoảng cách còn xa và băn khoăn làm sao để rút ngắn lại. Crop top, blue jeans, thêm bao nhiêu sugar. Em soft, so sweet, không cần thêm sugar. Không giỏi văn, nhưng gặp em, anh trở thành ngàn thơ. Chưa từng năng, nhưng chưa xem, I'm a gamer girl. Gần anh get you girl, gần anh get you girl. Cho dù anh chẳng biết mình sẽ đi tới đâu, đều chụp lấy cơ hội vì lớp kết em thôi. Em muốn sao, anh cũng chịu thôi. Đôi khi tay anh cười, là con tu trong người. Như lão và trap, và thật sự trái tim. Hết là hết cứu rồi, cứ phải sao chịu nổi. Nơi đây thú vị, anh hình như có vẻ rất hiếu kỳ. Nếu anh đã muốn biết thì sẽ thân hạnh khi được làm quen. Chúng ta thì ta sẽ là friend. Gọi em là người tình của nắng, mái tóc em là mây, lấp lánh trên bờ vai gầy. Để vào lúc linh tạo như anh bình minh. Các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với Anh Trai Say Hi. Và sân khấu đã được chuẩn bị rất đẹp mắt. Một bài hát rất là dễ thương với tên gọi Người Tình Của Nắng. Hãy chào đón thêm anh trai Anh Tú ạ.
Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hi. Chào các tình yêu. Xin giới thiệu anh trai Vũ Thịnh. Chào mọi người. Anh trai Captain. Anh trai Anh Tú. Và anh trai Hải Đăng Du. Anh Thành ơi, bọn em nôn nóng để được ra cái không khí này nãy giờ rồi anh Thành ạ. Không thể nào mà chịu nổi nữa, mọi người ở đây quá sung luôn á. Đó, mà vui nhất là bây giờ tụi em nghĩ là tụi em mở màn cho cái tập phát sóng này, tụi em có đủ tự tin để làm cho không khí trở nên sôi động không ạ? Như em cũng đã nói rồi, team mình top 2 thì chả ai có top 1. Ai cũng không cầu à. Em thì em không gáy bao giờ đâu, em không có cái nét gáy, mà em nói cái sự thật thôi. Mình cũng phải tự tin chứ, đúng không? Làm nhạc bao nhiêu ngày như thế rồi, bây giờ là mình phải chiến này, gà chiến bây giờ ra trận này. Đó. Tôi tức dễ sợ. Tôi đã nói rồi, đặc sản của chương trình này là khiêm tốn. Nét na, khiêm tốn nha anh, khiêm tốn nha. Mọi người thường là rất là thích Hải Đăng Du, bởi Hải Đăng Du là đẹp trai. Wow. Đẹp trai quá. Rap thì chất, đúng không? Mà Hải Đăng Du ít nói quá. À, vậy thì hôm nay em nói nhanh. Nói đi cơ. À, hôm nay thì em, Hải Đăng Du, đến hôm nay em đến đây với tư cách là một thợ may. Và hôm nay em sẽ cho tất cả những người anh em đã từng gáy ở buổi trước hiểu thế nào là một nhóm nhạc chuẩn. Chuẩn chỉ. Đấy. À, thợ may này chuẩn chỉ. Hay quá. Ghê. Chơi dữ quá. Chơi dữ. Chuẩn chỉ, xe chỉ luồn kim. Đâu lấy cái kim ra coi. Cái gì vậy? Cáp, tiếp em. Tiếp, khẳng tiếp định à? Lên, khẳng định lên. Chúng mình là thợ may mà. Thợ may. Đúng. Còn em đến từ tiệm giặt là. Giặt là. Em coi tất cả các tiết mục khác là quần áo. Để bọn em. Ui. Hay quá. Hay quá em ơi. Mạng biến quá rồi. Rồi. Thường anh thấy là Captain là một cái người được anh em rất là đề cao trong cái việc là sáng tác nhạc cho nhóm. Lần này thì có khác gì không? Lần này sẽ khác rất nhiều ạ. Tại vì em nghĩ là nhóm nào cũng sẽ muốn mang đến những tiết mục mà nó rất là hoành tráng. Nhưng mà bọn em sẽ mang đến một tiết mục mà nó đậm chất của hai từ gọi là tinh tế và bung lụa. Mà khi mọi người xem xong chỉ có thể nói là vải. Tại vì team em rất nhiều vải. Và với một cái tiết mục như thế này, đẹp như vậy, màu sắc như vậy, thiếu một bông hồng thì tiếc quá. Cho nên chúng ta đã mời đến đây một khách mời nữ. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho ca sĩ Lily. Yeah. Chị ơi, chị ơi. Vô cùng rạng rỡ. Hello mọi người. Trước á là người ta nói là người ta muốn ship Lily qua cho nhóm khác, tại vì người ta thừa biết là trong nhóm này có ai. Oh. Hàng xóm thôi, hàng xóm. Vì vậy cho nên khi mà mình làm việc với người quen rồi thì em thấy có hiệu quả hơn không? Hiệu quả hay không thì mọi người hãy xem tiết mục, mọi người sẽ có câu trả lời ạ. À. Wow, khẩu khí khá. Thích thái độ này, đanh thép, dứt khoát. Và thưa quý vị, ngoài Lily ra, ngày hôm nay tiếp thêm năng lượng cho các bạn còn có cha đẻ của ca khúc này là nhạc sĩ đã viết ca khúc Người Tình Của Nắng. Thưa quý vị, ca nhạc sĩ Hoàng Dũng. Yeah. Wow. Chào Dũng. Em chào anh Thành, chào tất cả các khán giả của chương trình Anh Trai Say Hi. Hello anh. Hello Hoàng Dũng. Anh nghĩ đáng lẽ em phải tham gia cái chương trình này chứ ta xem chi viết nhạc thôi, tiếc quá vậy Dũng. Em cũng tiếc anh ạ, nhìn thấy mọi người trên này sáng hóa quá. Không sao, anh nghĩ em coi xong hôm nay là năm sau em thi là vừa rồi đó. Dạ vâng ạ, ok ạ. Hy vọng là team mình sẽ thể hiện hết mình, ca khúc Người Tình Của Nắng. Chắc chắn rồi, chơi hết mình thôi Dũng. Em có teaser cho khán giả một chút về Người Tình Của Nắng là một ca khúc như thế nào không? À, đây là một ca khúc nói về một chàng trai theo đuổi một cô gái. Trên đây thì em thấy bốn chàng trai theo đuổi một cô gái đúng không ạ? Đúng rồi. Để coi mình có theo đuổi bằng cách nào. Và bốn chàng trai này sẽ theo đuổi 500 trái tim của quý vị khán giả. Để coi được bao nhiêu phiếu bình chọn. Và thưa các bạn, Người Tình Của Nắng. Người Tình Của Nắng.
Hello. Lên. Kè đi, kè kè kè. Đúng rồi. Đầu cụi xuống. Cho em xin con bít số 3. Cho em nhớ dựng cho em búp kê đầu nha anh Lý. Đối với mình thì Lily ở trong team mình thật sự là rất là tuyệt vời. Một người rất là dễ thương và rất là hết mình. Khi mà nhận bài Người tình của nắng, cảm xúc đầu tiên của Ly thì thấy bài hát này rất là dễ thương, mang lại một cái năng lượng rất là tích cực. Như anh Lít biết thì Lily sẽ tham gia cùng với cả nhóm của em trong lần thi lần này, nên là đó cũng sẽ là một cái sự không bất ngờ cho lắm với khán giả. Nhưng đối với em đó là bất ngờ, bởi vì em lựa chọn Ly bởi vì em tin là trong cái phần trình diễn này thì nhóm của em và bé Ly sẽ diễn rất là tốt. Khi được làm việc với Lily thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để tập luyện. Tận 2-3 giờ sáng Lily vẫn ở đấy túc trực, vẫn đưa ra những cái ý tưởng cho tất cả mọi người cùng trao đổi với nhau. Cứ mỗi lần chị Ly đến là anh Tú làm việc khác hẳn mọi người ạ. Khác lắm, chỉnh chu lắm. Ở cái vị trí của anh Tú ấy, không dành sự ưu tiên cho cô ấy thì đấy mới gọi là mái nhà không ổn đâu. Mối quan hệ hàng xóm thôi, gọi là giúp đỡ nhau thôi. Hôm nay thì cũng thiếu một nhân vật là bạn Du. Hôm nay là phải đi sự kiện, không thể nào mà bỏ được, nên là Du xin nghỉ, là buổi sau Du sẽ tập lại cùng anh em. Còn buổi sau anh Du mà không tập được cùng anh em thì cho ra đại dương luôn. Cảm ơn bầy vì chắc Du. Về bản phối này, đầu tiên là do idea của Captain và có sự giúp đỡ tìm cái sound đặc biệt, đó là anh Just Tati. Ngay từ đầu là mọi người đổi mười mấy cái demo, là mỗi ngày mọi người đều thay đổi từng tiểu tiết, từng tiểu tiết. Vậy em là người tình của... Không, bởi vì bây giờ trong bản phối mình có một cái đổ rồi, là cuối cái này xong là mình... Dạ. Khi bắt đầu làm việc thì Dũng không cho đổi lời quá nhiều. Hoàng Dũng ở trên tinh thần thì cũng là rất support mọi người thôi. Nhưng trên cương vị là một người sáng tác thì Hoàng Dũng cũng có những cái yêu cầu nhất định. Mọi người có thể sửa đổi cho cái ca khúc đó để phù hợp hơn với cá tính của mọi người. Nhưng mà Hoàng Dũng vẫn muốn cái nội dung của bài nó vẫn phải xoay quanh người tình của nắng. Nó giống như là một cái đề bài hơi khó một chút mà Hoàng Dũng đưa ra cho team anh Tú vậy. Challenge à? Chỉ để đón lại một tia nắng trời thì anh sẽ làm hoa hướng dương suốt đời. Xong rồi thì nó mới nối dạng hướng dương suốt đời chỉ để nhìn được thấy em. Chấm với chậm thôi này, cô nàng người tình của nắng chỉ để luôn. Thì nó lệch lắm. Đây là những chuỗi ngày không ngủ, Captain đang cảm thấy là rất là stress. Nó là một bài toán cực kỳ khó. Từ cái ngày nhận demo cho tới ngày có lời là 10 ngày lận, quá lâu để mà làm việc. Là kể cả đoạn rap của Du này, đoạn hát này, bất cứ phần nào luôn là anh Lít là đau đầu mỗi ngày luôn. Anh đang bị là cái melody của bài hát mình tập. Bây giờ mình dựng lại từ đầu cho tới đoạn bridge. Chỉ còn một tuần nữa là thi. Tú đang như kiểu ngồi ở trên đống lửa ấy. Cái lúc mà anh Tú gọi điện thì Hoàng Dũng có thể thấy được cái sự sốt ruột và lo lắng của anh Tú. Không thể chờ đợi thêm để có thể gửi file hay là gửi những thông tin qua online được nữa. Và anh nói rằng là em vô Sài Gòn không, anh Tú gặp em liền này. Thì Hoàng Dũng nhận thấy rằng là ồ, có vẻ như là cái người đội trưởng này rất là xông xáo, cũng như là rất muốn xử lý những cái vấn đề. Ngay buổi chiều hôm sau thì Hoàng Dũng, anh Tú, Captain đã họp với nhau và thống nhất một hướng chung để có thể xử lý cho bài Người tình của nắng. Tú rất hài lòng khi mà đã có một bản Người tình của nắng dễ thương, vui vẻ và chơi. Mười điểm cho anh Tú. Trong nhóm mình chẳng có ai là dancer cả, mà dancer duy nhất là nữ khách mời. Gọi em là người tình của. Từ trước đến giờ Tú chưa nghĩ là mình sẽ phải nhảy nhiều đến như thế. Chắc là anh em mình làm một tí nước nôi nhỉ. Ừ, lấy nước cho anh đi em. Hơn một tiếng rồi. Để em làm trợ lý hôm nay nhá. Đâu, gọi em là người tình của. Tình wow. Của. Một trà, một trà. Được nha. Rồi. Cho anh vị quýt. Peace. Peace. Ok. 2, 3, 1. Sao em quay lưng như mặt em? Tại nó góc mặt bên này của em ok. Đúng góc mặt, em đúng góc mặt. Cần. Giống không là Việt Nam em đẹp dài. Việt Nam hát mà. Em đẹp dài rồi kiểu đang vô cái.
thanh mát giải nhiệt và gắn kết okay. Lên cho anh em qua mặt hàng gọi là gắn kết thanh mát giải nhiệt vị ổ lòng đào. Cảm giác kiểu uống xong bôn cha này em cảm giác đấu được 3 round luôn đấy. Anh cũng chiến được round thứ 4 là round những người bị loại. Tự tin lên anh, mình muốn bọn chơi chắc luôn, ít nhất khoảng 100 điểm đúng không? 100 điểm. Là một team thì anh em sẽ làm việc nhóm với nhau, mỗi người sẽ có một nhiệm vụ. Captain, anh Tú và Hải Đăng Đu sẽ đảm nhiệm về cái phần âm nhạc, còn mình thì sẽ là đảm nhiệm về cái phần concept. Mình nghĩ tới bốn anh chàng hàng xóm, bởi vì mình nghĩ rằng là content về hàng xóm, về anh Tú và Lily sẽ rất là dễ thương. Nhưng mà về sau thì khi mà họp với anh em và họp với cả anh Lít thì cảm thấy là cái concept này nó gặp nhiều cái không thể hiện được hết những cái hay và những đặc biệt của cả bốn anh em dành cho khán giả. Thì rất là may là Vũ Thịnh cùng với cả team của mình đã nghĩ ra một concept, đó là chúng mình có thể làm nên một cái xưởng may thật là nhiều màu sắc. Mình rất là vui khi cái ý tưởng của mình cùng với team đã được trở thành hiện thực. Check, 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 check. Xin cái top. Ôi. Anh Du gãy nha, em chưa gãy hết gì hết nha. Bốn anh em cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho tiết mục này. Từ lúc mà cắt tóc ngắn là tóc dài luôn. Không biết sao đâu. Biết nhau. Bởi vì thức đêm nhiều quá đúng không? Nên là mong là mọi người hãy yêu thương anh em mình rất là vất vả. Nhưng mà tất cả là vì các bạn khán giả wow. Ngồi hát này wow. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cô gái Lily có muốn nói gì không? No pain, no gain. Yeah. Ok, chơi nào. 2, 3. Yeah. Liều ăn nhiều. Chúc cho team anh Tú, Captain, Hải Đăng Đu và Vũ Thịnh sẽ có một phần trình diễn thật sự là bùng nổ. Và Hoàng Dũng tin rằng là mọi người sẽ làm tốt thôi. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Chưa gặp ai như vậy, thì một lần mà anh đã biết mình sẽ đến đây. Và mặt trời tựa như màu mắt của em, bừng nắng lên soi sáng con đường quên đi. Nàng dịu dàng từ trong lời nói dàn đời, chỉ vài từ là đôn cục phôi bàn đôi. Chưa biết tên em, nhưng anh nghĩ chắc cũng đẹp như cách em cười thôi. Vì em đâu sợ nắng trói chang, em tỏa sáng còn hơn cả ánh mặt trời. Gọi em là người tình cuồng. Nhớ khoảng cách còn xa và băn khoăn làm sao để rút ngắn lại. Cropped up, blue jeans, thêm bao Nisuka. Em soft, so sweet, không cần thêm sugar. Không giỏi văn, nhưng gặp em, anh trở thành nhà thơ. Chưa từng nắng, nhưng chờ xem, I'ma get my girl. Gonna get you girl, gonna get you girl. Cho dù anh chẳng biết mình sẽ đi tới đâu, đều chấp lấy cơ hội vì lỡ kết em rồi. Bé muốn sao, anh cũng chiều thôi. Từ khi tay em cười, là con thú trong người. Như lao và trail, và thật sẽ trái tim. Có vẻ rất hiếu kỳ, nếu anh đã muốn biết thì sẽ thân hạnh khi được làm quen. Chúng ta thì ta sẽ là friend.
là người tình của nắng. Mái tóc em là mây, lấp lánh trên bờ mai gầy. Đời ta lung linh tựa như ánh bình minh, trong anh đắm say. Mỗi bước em từng qua, phương xa muốn em ca. Chờ anh với để bước tới đuổi theo người gieo tia nắng kia suốt đời. Tình của nắng mang tóc em là mây, lấp lánh trên bờ vai gầy. Để bao lúc nhìn thấy anh bình minh, cho anh đắm say. Mỗi bước em từng qua, cũng sẽ mỗi đất ca. Cho anh tới để không tới đuổi theo người gieo kia đắng kia suốt quá xuất sắc là 100 pháo tay nồng nhiệt cho người tình của anh thưa quý vị. Ôi vô lại búp bê, ôi đơ luôn rồi. Quái cu của búp bê nè, phải bấm mong công tắc. Là phải đúng người mới được. Dễ thương. 100 pháo tay nồng nhiệt cho Hải Đăng Đu Vũ Thế, xin chào mọi người. Anh Tú, yeah. Captain và Lily. Đúng là amazing thật sự. Tụi em quá thông minh khi mà dàn dựng một tiết mục. Phải nói là nó hấp dẫn từng giây, liên tục. Vừa đáng yêu vừa sôi động mà âm nhạc rất là trendy. Wow, love it. Hoàng Dũng ơi, em thích không em? Quá là tự hào, em không còn lời gì để nói nữa, quá là tuyệt vời. Yeah. Em nghĩ là cái quyết định ngồi dưới này của em là đúng đắn, bởi vì là em không thể nào hát hay như bốn chàng trai đằng kia được. Khiêm tốn quá anh khiêm ơi. Khiêm tốn. Không sao, năm sau mình đợi anh trai Hoàng Dũng nha. Cảm ơn Dũng rất là nhiều, bài hát rất hay, rất như. Hôm nay ở dưới có mẹ của Vũ Thịnh cũng đến tham gia và ủng hộ cho con trai nữa kìa. Xin phép giới thiệu, đây là chị gái và cháu gái của em ạ. Ủa vậy hả? Không phải, hôm nay đáng nghe mẹ em có đến nhưng mà mẹ em chưa đến kịp ạ. Cháu với chị đâu ạ? Xin chào chị, chào Kem. Lần trước có người yêu, bữa nay có cháu, có chị. Em thấy hôm nay Vũ Thịnh thi em thấy ok không? Dạ, quá tuyệt vời ạ. Nếu em được chấm mấy điểm? Dạ, 10 điểm cho Vũ Thịnh và cùng cả đội ạ. Rồi. Giật mình hả anh? Em giật mình đúng không? Giật mình. Dạ, cảm ơn em, hỏi vậy thôi chứ biết cấp 10 mà. Em chia sẻ một xíu là chị gái em là giáo viên. Mà em nghĩ là giáo viên mà cho điểm 10 là cũng khắt khe lắm á. Khắt khe mà đấy. Mà nay là cho em là chứng tỏ anh em mình làm rất tốt. Là ok nha, okay. Ok nha. Dạ vâng. Không sao, mình cứ ăn ủi nhau như vậy không sao. Không, mà tốt thật. Dạ. Tôi phải xác nhận là tốt thật. Bài rất là đầu tư và thông minh. Làm tới đâu là hấp dẫn đến đó luôn. Thôi nhưng mà ai nghĩ ra cái type beat mà disco funky này là quá thông minh đấy. Captain đúng không? Catchy. Cho, sau chương trình này thì anh để ý là anh rất là thích Captain. Ở cái chỗ là Captain là một người rất là cập nhật âm nhạc của thế giới và rất là sáng tạo. Và shout out cho Captain. Cảm ơn ạ. Hải Đăng Đu hôm nay có phần rap rất là catchy nhỉ? Dạ vâng. Bài này là em nghĩ đây sẽ là một buổi diễn đầu tiên mà em có thể dùng hai tay hoàn chỉnh để em nhảy cùng với tất cả anh em được. Cho nên là em cảm thấy là cuối cùng thì mình cũng đã được toàn thân để cống hiến với tất cả anh em. Mỗi lần nói tới cái tai nghe buồn. Lần đầu tiên ta được kiếm toàn thân. Đúng rồi, là được toàn thân rồi là em mãn nguyện lắm rồi. Ok. Lily, khi mà tham gia vào một cái tiết mục đáng yêu như vậy thì với tư cách là một khách mời, em nghĩ sao? Tự nhiên em cũng thấy em đáng yêu hơn hẳn.
Vì được bốn chàng trai như thế này rất là kiểu mình cảm thấy mình được tôn vinh trên sân khấu ấy, được đứng trong một cái khúc quà rất là đẹp và được hát cùng với mọi người, được cùng làm nhạc, được cùng sáng tác, được cùng thu âm, nói chung tập nhảy tất cả mọi thứ. Em tuy là khách mời thôi nhưng mà em cảm thấy như là thực sự em đang tham gia cái cuộc thi luôn, thật sự rất là hồi hộp. Vâng, và thật sự là mình có thể thấy được cái năng lượng tích cực tỏa ra từ đội này, ai cũng dễ thương và một bài hát rất là dễ thương. Tôi tin chắc bài này phải nằm trên top trending chắc chắn luôn. Và bây giờ yêu thích đội anh Tú bình chọn ngay, rút máy ra. Hải Đăng Du 01, anh Tú 02, Captain 03, Vũ Thịnh 04, bình chọn bắt đầu. Bình chọn đi mọi người ơi. Nhớ bình chọn cho tất cả anh em nha. Bình chọn đi nha. Mọi người ơi, mọi người bình chọn cho cả bốn anh em nha. 1, 2, 3, 4 luôn nha. Mọi người bắt nha. Các bạn thân mến, thời gian bình chọn đã hết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Vũ Thịnh, anh Tú, Lily, Captain và Hải Đăng Du. Chúng tôi sẽ quay trở lại với tiết mục cuối cùng của Bảo Live Stage 3 này. Đừng chuyển kênh nha. Vợ em là người tình của anh Tú đối với mình là một người đàn ông quan tâm đến người anh em xung quanh. Thế đấy là điều quý giá nhất. I love you bro. Cảm ơn vì đã cho Tú làm đội trưởng. Cảm ơn đã tin tưởng Tú. Người tình của Nắng sẽ là một cái kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ của riêng anh Tú. Hải Đăng Du hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ ủng hộ Người tình của Nắng thật nhiều. Tụi Ly đã rất là cố gắng để có một cái tiết mục thay dành cho tất cả quý vị khán giả, cho nên là mong mọi người sẽ thích. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mộng. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng.